Kỷ Creta khoảng 115 đến 108 triệu năm trước, tại vùng đất ngày nay là Bắc Mỹ, là nơi mà một loài khủng long đã gieo rắc nỗi kinh hoàng cho rất nhiều loài sinh vật đang sinh sống tại đó. Là một loài khủng long máu nóng, thông minh với những bước di chuyển nhanh nhẹ và tấn công man rợ. Với móng vuốt khủng khiếp của nó vùng về phía trước, nó chém con mồi bằng một chân trong khi đứng bằng chân kia. Không ai khác, đó chính là Deinonychus, cơn ác mộng kỷ Creta với những cú đá bình thiên hạ. Thời phục hưng của khủng long. Hóa thạch của Deinonychus được tìm thấy ở nhiều nơi trên khắp Bắc Mỹ, từ hệ tầng Cloverleaf ở Montana và Wyoming cho đến hệ tầng Atlas ở Oklahoma. Mẫu vật đầu tiên được khai quật ở miền Nam bang Montana năm 1931, bao gồm một số chiếc răng thuộc về một loại khủng long ăn thịt bí ẩn bên cạnh hóa thạch của loài Tenontosaurus khổng lồ. Hơn 30 năm sau, vào tháng 8 năm 1964, nhà khảo cổ John Armstrong đã phát hiện thêm nhiều phần xương hóa thạch tương tự ở gần Bridger, Montana. Các cuộc khai quật trong 2 năm tiếp theo đã phát hiện thêm 1.000 mảnh xương của ít nhất 3 cá thể cũng thuộc loài này. Các mẫu vật còn lại được phân loại thành 50 mục riêng biệt tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Peabody của Đại học Yale. Nghiên cứu sau đó của Armstrong đã phân tích cho rằng chi tiết tài liệu của chính họ cũng như Daptosaurus và nhận thấy chúng là cùng một loài. Armstrong đã công bố phát hiện của mình vào tháng 2 năm 1969, với loài khủng long này chính thức được đặt tên Deinonychus Antiropus. Trong đó, Deinonychus có nghĩa là móng vuốt khủng khiếp, Antiropus có nghĩa là đối trọng trong tiếng Hy Lạp, dựa trên chức năng của cái đuôi. Phát hiện của Armstrong vào năm 1969 đã gây chấn động giới khảo cổ học thời bấy giờ. Trước đó, khủng long luôn gắn liền với hình tượng những loài bò sát khổng lồ và chậm chạp. Các hóa thạch Deinonychus cho thấy đã từng có sự hiện diện của các loài khủng long nhanh nhẹn với kích thước nhỏ hơn rất nhiều, đồng thời cũng cho thấy khủng long có khả năng là một loài máu nóng. Mặc dù vô số xương đã có sẵn vào năm 1969, nhưng nhiều xương quan trọng vẫn bị thiếu hoặc khó giải thích. Có rất ít thành phần hộp sọ sau ủ mắt, không có xương đùi, không có xương cùng, không có lông hoặc xương ức, thiếu đốt sống và Armstrong đã cho rằng chỉ có một mảnh nhỏ của coracoid. Quá trình tái tạo bộ xương của Armstrong về Deinonychus bao gồm một xương chậu rất khác thường, đó chính là xương mu có hình thang và phẳng, không giống như các loài khủng long chân thú khác, nhưng có cùng chiều dài với xương hông và được tìm thấy ngay bên cạnh đó. Vài năm sau, Armstrong nhận thấy có sự tương đồng giữa chi trước của Deinonychus và cánh của các loài chim hiện đại, làm củng cố giả thuyết cho rằng tổ tiên của các loài chim chính là khủng long. Hơn 40 năm sau, như chúng ta đã biết, giả thuyết này đã được biết đến và chấp thuận rộng rãi. Cỗ máy săn mồi khủng khiếp. Deinonychus là một trong những loài raptor nổi tiếng nhất, có quan hệ rất gần gũi với Velociraptor sống ở Trung Á. Mình cũng đã có một video về Velociraptor, các bạn có thể tìm lại ở trên kênh hoặc click vào phần link ở phần mô tả bên dưới. Cả hai loài này đều là thành viên của phân họ Velociraptorinae, với xu hướng dùng vuốt chân để giết chết con mồi nhiều hơn thay vì bộ hàm như các họ hàng của chúng thuộc phân họ Dromaeosaurinae. Deinonychus có thể dài đến 3,4 m, trong đó hộp sọ thì dài 41 cm, chiều cao khi đứng tính đến phần hông là 0,87 m và nặng 73 kg, tương đương với một người trưởng thành. Khác với Velociraptor, Deinonychus có phần vòm sọ chắc chắn hơn và rắn chắc hơn, giống như của Dromaeosaurus. Trên xương sọ và xương hàm dưới có các lỗ giúp làm giảm bớt trọng lượng phần đầu. Deinonychus có sở hữu một bộ hàm rất khỏe với khoảng 70 cái răng sắc như dao cạo. Các nghiên cứu về sinh động học cơ hàm của Deinonychus năm 2005 cho thấy lực cắn tối đa của một cá thể trưởng thành chỉ bằng 15% lực cắn của cá sấu mõm ngắn Mỹ. Tuy nhiên, đến năm 2010, Kignock và các cộng sự của mình đã phát hiện các dấu răng của Deinonychus trên xương của một con Tenontosaurus. Điều đó đã chứng tỏ nó có khả năng nhai nát xương con mồi, qua đó cho thấy lực cắn thực tế cao hơn rất nhiều so với các ước tính trước đó, vào khoảng 4.100 đến 8.200 Newton. Con số này cao hơn cả các loài thú ăn thịt hiện đại như linh cẩu và tương đương với một con cá sấu mõm ngắn cùng trọng lượng. Mặc dù chưa tìm được bằng chứng cụ thể trên Deinonychus, nhưng đã phát hiện được dấu tích của lông vũ trên các họ hàng gần của chúng như Velociraptor và Microraptor. Vì vậy, rất có khả năng cơ thể của Deinonychus cũng được bao phủ bởi một lớp lông tương tự.
Deinonychus có các bàn tay lớn cùng 3 móng vuốt mỗi bên, trong đó móng đầu tiên ngắn nhất và móng thứ hai dài nhất. Mỗi chân sau có một móng vuốt dạng lưỡi liềm ở ngón thứ hai. Đây chính là đặc điểm đặc trưng để tạo nên tên tuổi của Deinonychus nói riêng và các loài raptor nói chung. Hình dạng và độ cong của móng vuốt khác nhau giữa từng cá thể. Sự khác biệt này được cho là phụ thuộc vào giới tính và độ tuổi. Các raptor trên các phương tiện đại chúng thường được mô tả như các con vật chạy rất nhanh. Tuy nhiên, khi phân tích tỷ lệ xương đùi và xương chày của Deinonychus đem so sánh với các loài chim không biết bay như đà điểu, ta đã thấy Deinonychus không chạy quá nhanh như tưởng tượng và chắc chắn không đạt được vận tốc của đà điểu. Sự nguy hiểm của Deinonychus. Deinonychus thường sống gần các đầm lầy hoặc ven sông, hệ tầng Clovelly và Endless, nơi tìm thấy các hóa thạch Deinonychus có địa hình bao gồm các khu rừng nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới, đồng bằng và duyên hải, là nơi sinh sống của các loài khủng long ăn thực vật như Sauropenta, Zephyrosaurus và Thinontosaurus. Ở hệ tầng Endless còn có thêm kẻ ăn thịt đáng gờm Acrocanthosaurus, một loài sauropod khổng lồ như Sauroposeidon và các loại cá sấu Goniopholis cùng Popsicus. Tại hệ tầng Clovelly, các hóa thạch Thinontosaurus thường được phát hiện kèm theo răng của Deinonychus. Cá biệt có trường hợp tìm thấy hóa thạch của nhiều cá thể Deinonychus ở các lứa tuổi khác nhau bên cạnh hóa thạch của Thinontosaurus. Trọng lượng tối đa của nó chỉ vào khoảng 70-100 cân, trong khi một con Thinontosaurus trưởng thành nặng từ 1-4 tấn. Do đó, một cá thể Deinonychus đơn độc không thể nào hạ gục được một con vật khổng lồ này, nên có khả năng Deinonychus đã chơi đánh hội đồng. Tuy nhiên, vào năm 2007 của Roach và Brinkman đặt nghi vấn về tập tính săn mồi theo bầy của Deinonychus. Dựa trên hiện trường các bãi hóa thạch của Thinontosaurus, các loài bò sát hiện đại như cá sấu, rồng Komodo và chim thường không có tập tính phối hợp săn mồi. Thay vào đó, chúng thường kiếm ăn đơn độc hoặc cũng bị thu hút bởi xác chết của con mồi. Tại đó diễn ra các cuộc xung đột giữa những cá thể cùng loài. Ví dụ như, khi một nhóm rồng Komodo cùng thưởng thức một bữa tiệc xác con mồi, con lớn nhất sẽ được ăn trước. Nó sẽ tấn công các con nhỏ có ý định tranh giành và nếu một con bị giết, nó sẽ bị các con còn lại ăn thịt. Đối chiếu với hiện trường nơi phát hiện hóa thạch của Thinontosaurus thì hoàn toàn trùng khớp do tại đây có cả hóa thạch của các cá thể Deinonychus chưa trưởng thành, với một số bộ phận bị mất đi có khả năng đã bị ăn thịt bởi đồng loại. Deinonychus có thể tung ra những cú đá cực mạnh với những móng vuốt có thể giết chết con mồi ngay tức khắc nếu chúng phải và những vị trí hiểm yếu như mạch máu lớn hay cổ họng. Ngoài ra, móng vuốt còn giúp cho chúng giữ con mồi không thể vùng vẫy hay trốn thoát. Sau đó, kẻ ăn thịt sẽ thưởng thức bữa ăn ngay khi nạn nhân vẫn còn ý thức. Bộ vuốt lợi hại này còn giúp cho Deinonychus có thể bám vào các bề mặt như thân cây hay vách đá. Cơ thể đầy lông vũ còn giúp hạn chế các ảnh hưởng của trọng lực lên con vật. Do đó, có thể thấy Deinonychus là những tay leo trèo cự phách. Khả năng này giúp chúng có thể phục kích con mồi hiệu quả hơn. Và rất có thể, đây chính là hành động sơ khai nhất trong quá trình phát triển khả năng bay của các loài chim sau này. Deinonychus trong văn hóa đại chúng. Có một điều khó hiểu là Velociraptor mà các bạn có thể quen thuộc trong các bộ phim công viên kỷ Jura được mô phỏng theo Deinonychus vì Deinonychus lớn hơn và do đó có vẻ ngầu hơn đối với các nhà làm phim. Nhưng thay vì gọi nó là Deinonychus, họ đặt tên cho nó là Velociraptor vì họ cho rằng cái tên đó lại nghe ngầu hơn. Vì vậy, đừng để bị bộ phim đánh lừa và nhầm lẫn nhé! Deinonychus cũng xuất hiện trong loạt phim tài liệu của History Channel Jurassic Fight Club đi săn theo bầy trong khi tấn công một con Thinontosaurus, rõ ràng là đề cập đến các dạng hóa thạch mang tính biểu tượng được tìm thấy của cả hai sinh vật cùng nhau và làm tăng thêm suy đoán bằng chứng cho thấy rằng chúng cùng anh em họ và là họ hàng của chúng đã săn lùng theo bầy. Nó cũng xuất hiện trong một loạt phim tài liệu Class of the Dinosaur. Nó được thể hiện với cổ tay hình sấp, thứ mà không loài khủng long chân thú nào có được, cùng với việc rõ ràng là thiếu đôi cánh thích hợp. Deinonychus xuất hiện trong game Jurassic World Evolution. Nó được miêu tả với một chiếc lược ở trên đầu, tương tự như một con gà trống, cũng như một đường gờ thịt khác dọc theo đuôi. Nó cũng có hộp sọ ngắn hơn so với khi còn sống với đường gờ mắt lớn rõ rệt. Nó cũng ngắn hơn rất nhiều. Những khác biệt này rất có thể được tạo ra để tách Velociraptor và Deinonychus thành các chi riêng biệt trong một thế giới hư cấu. Vậy là số 15 của hồ sơ khủng long nói về Deinonychus đã khép lại.
Bạn cảm thấy như thế nào về loài khủng long nguy hiểm này? Hãy bình luận bên dưới cho chúng mình biết nhé! Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích, đừng ngần ngại để lại một like, một subscribe để không bỏ lỡ những video thú vị khác của chúng mình trong tương lai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo!